nay nhìn nó lạ vậy? Trời ơi, chị làm em hú hồn. Trời ơi, nay đi đâu mà hả? Nghe mùi hả? Thơm phức, lúc chưa xuất hiện là nghe mùi thơm phức rồi. Mặc đồ đẹp quá vậy. Hả? Dạ. Đi đâu á? Dạ đi mua sắm đó chị. Đi mua sắm? Dạ đi mua sắm chứ không phải đi chợ nha. Mua sắm đâu mà đẹp vậy? Thì mình đi tới những cái trung tâm mua sắm đó chị. Ủa hồi trước hai chị em hay đi tự nhiên, nay vô trong trung tâm mua sắm là lạ ha. Chị bị sốc phải không? Chị bị sốc phải không? Đây nè, mới ngày hôm qua thôi là mình còn mặc bà ba, đi dép lê, đúng, sách vỏ đệm, đồ nón lá để mình đi chợ. Mà nhiều khi chợ chồm hổm nữa đó chị. Còn ngày hôm nay là mình đi giày bít mũi nè, mặc quần jean nè, áo thun nè, sách vỏ da nè, xứ vừa thơm. Mình đi trung tâm mua sắm gì à? Dạ nó phải phù hợp với cái đẳng cấp của mình hiện tại. Đẳng cấp? Ủa làm sao em đẳng cấp vậy? Mình như thế nào thay đổi nhanh vậy? Mình phải chịu sự ảnh hưởng của chồng á chị. Dạ, mà chồng em sao mà ảnh hưởng chị nhanh vậy? Trời ơi sao vậy, chị không biết nắm bắt thông tin, chị không khai thác thông tin từ chồng chị vậy? Chồng chị với chồng em làm chung một chỗ, chị chung biết một phòng. Bữa chị mới bất ngờ nè. Đó, nhưng mà khác vị trí thôi, bởi vì cái nhạy bén là như vậy đó chị. Vị trí hả? Dạ. Khác thì sao? Cũng bình thường mà. Dạ thì đúng rồi, nhưng mà em nói là cái tương lai gần sau này á là cái vị trí nó chênh lệch lắm. Không, nhưng mà chị em mình vẫn còn là chị em nha, không ảnh hưởng gì hết. Em nói rõ đi, chênh lệch là sao, là như thế nào? Ở bên công ty của hai ảnh á, bây giờ là đang thiếu một cái chức trưởng phòng, đang đề bạt một trong hai người vô. Mà cái xác suất chồng em được đề bạt cao lắm. Vậy là chồng em cũng được đề bạt lên trưởng phòng? Dạ đúng rồi, được đề bạt. Sao chị nói có gì cũng được là sao chị? Thì chị cũng nghe nói chồng chị cũng đề bạt lên trưởng phòng. Ủa gì kỳ ta? Vậy là chồng mình giảm hết 50% rồi hả? Ủa vậy là có... Có hai người là có sự ganh đua. Chị có sự cạnh tranh hả? Không lẽ... Chị em ấy để em đi đi chứ cũng trễ rồi. Đứng lâu mỏi giò lắm. Dạ em đi nha chị. Em đi nha. Kỳ ta, kỳ cục, nó có chuyện nó xảy ra được. Sao kỳ vậy ta? Tại sao cái ông này là có hai người bị được đề bạt như vậy mà ông không nói cho mình biết? Có bao giờ hai vợ chồng nó cũng cố tình cảm với sếp không? Không được, người ta nói phía sau sự thành công của người đàn ông là một bóng hồng đầy thủ đoạn. À không, một bóng hồng vì chồng. Mình vì chồng thôi chứ không thủ đoạn gì hết. Nói là phải hành động liền. Ủa trời đất ơi, sao không thấy ai hết vậy? Cái bàn này, cái ghế này nó cũng bự hơn cái ghế của chồng mình nữa. Mày muốn chồng mình sẽ ngồi vô đây. Ngồi nó êm gì đâu, tranh thủ giờ cơm trưa của mọi người ngồi nghỉ ngơi xíu. Trời ơi chắc chết quá. Đi vô đây làm cái gì? Đi ra đi, đóng cửa lại cho tôi. Đi vô thấy quà của chồng mình tặng mới được. Hey, bếp ngồi xuống. Bà mới làm cái hành động gì đâu hả? Hết chỗ ngồi rồi hả? Tại sao ghế chồng mình bên đây không ngồi, đi qua ghế mình nó ngồi hả? Tôi sẽ la làng lên cho mọi người biết. Bếp đi. Đứng đây. Cứ la làng lên, làm người ta đi vô một cái chết chùm hai đứa hả? Mà vô đây làm cái gì? Đi vô thăm chồng tôi. Trời ơi, chồng đi công tác rồi tự nhiên vô thăm chị. Thăm ai? Thì đi vô đây, ổng thấy bàn ổng dơ nè, sắp xếp lại giùm cho ổng, chứ có làm gì đâu. Nhắm chồng không có lên chức được nên xin làm tạp vụ đúng không? Kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nè, đừng có nói bậy nghe chưa? Làm tập vụ gì? Để tới thăm chồng hơn ta thôi chứ. Ủa mà nói cho cốt cầm gì đây? Rồi đi vô đây làm cái gì? Bà vô đây bà làm cái gì? Ủa bình thường thì cũng vô tặng quà như ai kia kìa đó. Nhưng mà nói nghe, em nói chị nghe, chị em thân thiết nào giờ vì cái chuyện này á thì em cũng nói thẳng luôn. Mình đem quà về đi, không mình lỡ mình sắm rồi mình đem về gia đình mình xài. Chứ bây giờ có biếu quà cho nhiều vô thì giám đốc cũng đâu có cho làm trưởng phòng được, tại vì
mình phải có năng lực chứ còn quà cáp đâu có thành vấn đề. Ủa cô nghĩ sao mà chồng tôi không có năng lực vậy? Ủa vậy cô nói vậy cô đem cái này vô làm cái gì? Cô đem cái này vô làm cái gì? Để người ta cất nhá. Chồng tôi chứ không phải chồng chị. Nè cái gì? Không được bỏ cái gì lên cái bàn này hết. Cái bàn này tôi đã bỏ hết rồi. Cái bàn này bàn của trưởng phòng. Này lát nữa đem qua cho giám đốc hiểu không? Để lộn bàn rồi. Ủa vậy hả? Hay quá. Làm gì hay lắm vậy? Ờ cũng hay quá. Nói người ta cho cố. Rồi mình cũng vậy. Ờ sao? Ờ tôi qua đây làm vậy sao? Cái gì vậy? Gì? Ủa? Gì? Có gì là gì? Hai cô tới đây làm cái gì đây? Làm gì cho em ta chú? Tự nhiên đi vô la ông sùm. Người ta để ý làm sao? Nói chuyện nhỏ nhỏ thôi chứ. Vô đột nhập vô phòng ta la lớn vậy đó. Nghe nghe. Chồng tôi là chủ của cái phòng này, không có cái gì phải sợ hết á. Chú, tôi hỏi hai cô tới làm cái gì ở đây? Tôi hỏi chú làm cái gì ở đây mới đúng á. Thì chú muốn la làng phải không? Công chuyện của chú ở chỗ nào thì chú về chỗ đó chú làm đi. Cái khâu nào là cái khâu của chú, công việc gì là công việc của chú. Thôi được rồi. Ờ đúng rồi. Công việc nào thì về chỗ đó đúng không? Đúng. Nè 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 nè, nè cái chỗ này là cái chỗ mày mốt chồng tôi làm trưởng phòng vô đây ngồi nha. Nè nè nè, đi ra nha. Tôi xin giới thiệu, tôi là giám đốc công ty này. Trời ơi, giám đốc gì lùm xùm nhỏ xíu. Đi nghe nè, mặt dài đanh. Nghĩ sao mà nói giám đốc. Trời đất ơi, nè làm bảo vệ á. Xong rồi thay đồ thì đi về đi, vô đây làm cái gì. Dạ thưa giám đốc. Đừng quên cái cặp. À cái cặp của tôi hả, cảm ơn cậu nha. Dạ, em chào giám đốc. À cậu về đi. Sao? Ủa sao run như cậy sấy vậy hả? Dạ thưa. Thì ra hai cô đây là vợ của cậu Hùng với lại cậu Vi đó phải không? Dạ. Tới đây làm cái gì? Dạ tới đây thăm chồng. Dạ thăm chồng. Có ở đây đâu mà thăm. Dạ. Trên tay cầm cái gì đó. Dạ quà. Cầm quà để làm cái gì? Dạ cho biếu rồi để cho chồng lên cái gì trước. Hai cô không cần nói tôi cũng hiểu rồi. Hai cô có biết làm như vậy á là công sức của chồng của cô á đổ sông đổ biển hết hay không hả? Bao nhiêu coi là sự phấn đấu. Tôi thấy hai cậu ta là người có năng lực, tôi định là cân nhắc cho hai cậu đó làm là trưởng phòng. Dạ. Nhưng bây giờ thì qua cái chuyện này tôi cần xem xét lại mới được. Dạ. Trời ơi bể rồi. Dạ. Giám đốc đừng xem xét gì hết. Đừng làm tổn thương hai ảnh, cũng đừng nói với hai ảnh là dạ. Hai chị em vô đây. Dạ. Hai chồng của cô cũng không biết chuyện này đúng không? Dạ không biết, hai ảnh không biết gì hết trơn rồi á. Vì thương chồng mình lặn lộ tới đây nịnh hót để mà gửi quà để mà thăng chức cho chồng đúng không? Dạ. Tự ý không ai xuống hết dạ. Thôi được rồi. Tôi thấy hai cô đó vì cũng vì thương chồng nên mới làm cái chuyện này thôi. Dạ. Tôi thật sự cũng không muốn nói cho chồng của các cô biết đâu. Dạ, cảm ơn. Nhưng mà tôi nói cô biết nè, cô phải hiểu rõ một vấn đề thế này. Mà nịnh hót tặng quà rồi đút lót á, các cô nghĩ như vậy là đúng hay sao? Dạ. Đây là bài học đáng giá mà hai cô cần phải nhớ rõ mới được, nghe chưa? Dạ em nhớ. Dạ. Lên bằng tài năng của mình dạ. thì mới thành công được, hiểu chưa? Dạ em hiểu. Ừ. Nhưng mà giám đốc ơi, lỡ mua giám đốc nhận giùm em nha. Nhận nữa hả? Chết à. Dạ. Trời đất ơi, cây ta che bóng mát là đẹp vậy mà đừng bao nhiêu năm đó mới ra được là cái lá gì cỡ này không? Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu. Trời đất, bây giờ muốn đốn à. Phạt cái tội.